Chị chỉ có nhận ra đây là ai không? Học sinh kinh khủng quá em ơi. Hai chị em đang coi là gì ạ? À, chị đang coi hình ảnh trước khi cô chị Hiền sử dụng dịch vụ căn bóng da Misowai. Và xin mời mọi người đang theo dõi live stream và cũng như là chị Hiền coi lại hình ảnh của mình nha. Đây là hình ảnh của chị Hiền trước khi mà sử dụng dịch vụ. Da của chị Hiền là quý vị cũng đã thấy là hai bên má là có nám rất là nhiều nè, lỗ chân lông to nè, và dường như là da không đều màu, bị sạm nữa. Và sau khi mà chị Hiền sử dụng xong liệu trình căng bóng da Misowai tại Dr. Korea thì bây giờ da của chị là em thấy thay đổi rất là nhiều so với cái ngày ban đầu em gặp chị luôn. Và bây giờ là chị tươi trẻ nè, cười nhiều hơn nữa, mà em thấy trẻ đi ra rất là nhiều tuổi luôn đó. Không biết là khi mà sử dụng xong liệu trình mà về nhà nè, mình gặp bạn bè cũng như là chồng của mình á, thì ai có khen chị hay gì không? Rồi sau khi mà làm xong á, đi đâu cũng được khen hết em. Đi lên trường á thì học sinh nè ha, các cô á là khen miết hả. Cứ nói là trời ơi sao mà trong một cái thời gian ngắn mà nhìn cô trẻ ra dữ vậy. Còn về nhà chồng cứ nhìn ha rồi tủm tỉm cười hoài à. Nói lúc này vợ trẻ ra nha, rồi nói thật luôn là cũng cưng hơn trước nữa. Em nghe chị nói là em biết là chị rất là hạnh phúc với cái kết quả, cũng như là khi mà sử dụng xong liệu trình chị gặt hái được nhiều thành công và cũng như là hạnh phúc gia đình nhiều rất là nhiều chị ha. Không biết là chị có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi live stream cũng như là rất là nhiều bạn đang theo xem, tại vì là không biết vì sao chị gặp cái tình trạng như thế này ạ. À, thật sự là chị đã sống chung với nám là hơn 10 năm đó em. 10 năm luôn hả? Hồi trước á là sau khi mà chị có bé thứ hai á là chị bắt đầu bị nám rồi. Nhưng mà lúc đó chị thì ít thôi. Rồi công việc nè, rồi bận biểu với lại bé đó cho nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Rồi tiếp tục có bé thứ ba nữa. Nó thì vừa thay đổi nội tiết tố, rồi mình vừa bị bận với công việc không có chăm sóc da, rồi bị stress nữa. Cho nên là ngày cái nám nó càng nặng hơn. Mà như em biết rồi đó, chị là giảng viên mà, cho nên là chị rất là chú trọng cái ngoại hình trước khi mà mình lên giảng đường. Nhưng mà thật sự là một phần là do cái nội tiết tố mình thay đổi ha, rồi mình không có thời gian chăm sóc da. Cho nên mà cái làn da mình bị nám như vậy á, rất là mất tự tin em. Mỗi lần mà đi dạy hay gì đó là phải mất rất nhiều thời gian để trang điểm. Rồi người ta chỉ tùm lum hết để xài đó. Nhưng mà ngày nó càng lại bị nám nặng hơn, mà lan rộng ra đậm hơn em. Kiểu như là tiền mất mà tật mang đúng không chị? Đúng rồi. Em nghe chị chia sẻ là em thấy chị chắc hẳn trong khoảng thời gian đó là chị bị stress rất là nhiều luôn. Thiệt lắm em ơi. Bây giờ là vượt qua rồi thì rất là vui đúng không chị? Đúng rồi. Không biết là vì ở đâu mà chị biết được Dr. Korea đang cũng như là đang có liệu trình là chăm sóc da và là căng bóng da Misowai. Thật sự á là chỉ có một chị bạn là đã qua bên Dr. Korea làm rồi và chị thấy là hiệu quả, người thật việc thật cho nên là chị mới đi qua đây làm đấy chứ. Rồi đúng là phải người thật việc thật thì mình mới tin tưởng và cũng như là mình sử dụng cái dịch vụ tại đó chị ha. Đúng rồi em. Rồi thì không biết là bây giờ chị đã trải nghiệm với dịch vụ rồi, chị chia sẻ là không biết là mình trong cái quá trình sử dụng đó là có đau rát hay gì không? Thật sự là lúc trước chị rất là sợ đau, nhất là sau khi mà cái lần chị bị sưng cái mặt mà xài cái kem 7 ngày cắt tóc á, cho nên là chị sợ lắm. Nhưng mà sau khi mà làm á, chị mới thấy là hoàn toàn không đau nha em. Và đặc biệt á, là khi mà làm xong là không cần nghỉ dưỡng. Chứ chị đâu có xin nghỉ đâu được đâu, làm xong là cũng vẫn phải đi dạy bình thường. Cho nên là chị cảm thấy là làm cái này nó rất là nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Và đó cũng là một điều mà tất cả khách hàng đang mong muốn luôn, là đối với những cái khách hàng mà bận rộn thời gian là không có thời gian chăm sóc bản thân, mà khi mà trải nghiệm được một cái dịch vụ mà không cần phải nghỉ dưỡng nè, không cần phải là kiêng khem gì hết, chỉ cần là ăn uống đầy đủ, uống đầy nước nè, bổ sung vitamin C, trái cây là mình đã có thể là có một làn da tươi mới và sáng rồi. Thì đó là một điều mà tất cả khách hàng của chúng tôi cũng đang thích luôn nào. Và xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân tình của chị Hiền rất là nhiều, và em xin chúc cho chị Hiền là ngày càng phát triển hơn nữa trong cái sự nghiệp của mình, và đặc biệt là hạnh phúc trong gia đình của mình chị nha. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Và tất cả quý vị đang theo dõi livestream thân mến, quý vị nào đang gặp tình trạng là sạm nám nè, tàn nhang nè, thì hãy để lại số điện thoại bên dưới, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ gọi điện và lên phát đồ cho mỗi khách hàng một phát đồ khác nhau. Và quý vị thân mến, thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các livestream tiếp theo.